Xin chào các bạn. Bữa nay mình sắp Tết rồi, còn mấy tháng nữa tới Tết rồi, coi chú mau dữ lắm. Cho nên là mình mua chanh muối mình để sẵn, mình làm mình mua chanh để sẵn, mình làm chanh muối để Tết có chanh muối để khách về nhà uống luôn. Uống chanh muối tốt dữ lắm. Ủa chanh đây dặn khè, chanh xanh làm được không vậy? Chanh xanh làm cũng được nữa mà chanh xanh vàng. À, bà ở ngoài chợ á, bà bán liều. Tối Quy nó bệnh nó quậy nữa, chị hai không có ngủ được luôn, thức dậy chơi không à. Bà bán chanh á, bà nói là bà chỉ cho ba làm chanh muối luôn, mà bà nói là làm chanh vàng á, ra cái màu chanh muối nó mới đẹp, nó mới đỏ, nó mới vàng tươi lên. Đó, mà dạng tươi lên sao? Là thấy người ta bán mấy cái hũ. Kìm lại hai, kìm lại, giữ thần thái lại hai. Rồi. Ngáp bị lây á. Ngáp bị lây, nhìn là bị lây á. Ê, coi chừng qua bị lây luôn á. Bà nói là làm chanh xanh á, thì ra cái chanh xanh thì mình phải cà cái vỏ, còn chanh vàng thì mình không cần cà cái vỏ. Ờ, mà mình chanh xanh mình làm ra nó màu nó không có đẹp, nào màu nó bị xanh xanh đen đen, còn mình làm chanh vàng ra màu vàng tươi đó, ao luôn, ngon dữ lắm. Chanh này gọi là chanh giấy nè. Chanh giấy trái chút vậy, cứ tí siêu à. Này mình trái nhỏ vậy thì mình uống một ly một trái là đủ rồi á. Một ly nữa tái. Chanh muối uống liền trái, một trái một trái thì giờ hai tin không? Giờ hai tin một ly một trái không? Em sẽ làm cái bí quyết làm chanh muối này là chắc chắn là một ly một trái chứ không có mặn lè mặn chát đâu. Ngọt hay gì? Ngọt, làm ngọt ngọt mặn mặn, làm rất là ngon luôn. Chanh xí mội chứ không phải là chanh. Không phải, chanh muối. Chắc cứu luôn. Tại vì Tết á hay ăn uống đồ mấy cái đồ mà nó đầu Tết á, nhưng mình uống chanh muối vô thì nó mới tốt nó. Mình để nó đỡ trong chuồng của con Quy đi, cho phơi nắng cho nó ráo, xong rồi chút xíu mình làm cho nó ngon, chứ không nó còn nước thì nó cũng sợ nó bị nó không ngon. Trời ơi, chuồng có đôi dép, sáng Quy nó chọi vô nè, phơi chút xíu là nó khô. Cái xe này không biết là nó có xẹt không à. Hai đứa chạy được không tiền? Được. Không có rồi. Giờ mình đi qua chú ba cũng hơi xa xa, nhưng mà ở trong vườn nên là mình đi xe đạp cho nó khỏe. Có nghĩa là mình dắt xe đạp ra, mình dắt ngồi chung với mình đó không? Nè, mẹ dặn là mua một chai rượu này, hai chai trà ô long đó, để chai này á, là để cho mẹ hay bữa nào mà có nhiều tép thì mẹ làm món tép. Còn chai này á, thì một chai á, thì mình làm, còn chai thì lỡ như mấy chú mà có nhậu á, xách ngay cho ướt luôn. Nhưng mà chắc mẹ dặn mua rượu nặng, không biết mấy chú có uống nổi không à. Thôi dắt con chi đây, con chở gì ba ơi. Lên đi. Đây đây con chở cho, chị ba chở con sợ à. À chở được. Thôi đây đây con chở cho. Không sao đâu, có gì tắm. Thôi. Rồi. Cái này hồi đó không có ngọt nè. Dạ. Nặng dữ không? Vòng eo con heo. Này ba vòng. Không phải vòng eo con heo, vòng ta vòng eo bánh mì. Hai đầu nhỏ giữa bự. Còn thế như nó lúc qua tắm rồi. Ừ, tắm thôi. Trưa nắng thật nè. Nhảy xuống tầm giống như câu nữa.
Rồi, chỗ này đang làm đường. Ủa, đúng cũng lầy lắm á. Đúng rồi, xuống. Được không? Lọc vậy. Bình thường mình chơi trò chơi mạo hiểm á, mình phải tốn mấy chục ngàn mình mới được chơi. Còn cái này mình ngồi không đỡ tới mức không có đến tiền mà còn được chở. Cái này dường hơn, tôi chỉ cảm thấy mạnh nữa. Tôi nhắc mạnh xuống chết thì phải tốn tiền. Mà cái kia mình chỉ sợ thôi chứ ít khi nào lắm, còn này là nhiều khi lọc điểm thiệt. Nhà này là nhà của chú Tư nè, hôm trước mình hay edit quá, mình hay ghé ngang đây mình gửi xe nè lúc mà làm lậu á. Edit quá. Phải nãy lấy cái gối lót cái đít nè. Chưa có dán nhập cho nên là nhìn nó lạ, hồi đó mới thay thôi mà. Ôi lại dữ rồi đây, đi hở con trâu luôn rồi. Chút xíu bà về bà chở coi. Thôi thôi không chở rồi, không chịu đi đích đâu. Thôi thôi dứt dứt dừng lại. Tiền góp đây nhé, mà đây. Sao kêu kêu kìa, hãy mở phía sau kìa. Bà 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 có rượu không bà? Bà có rượu không bà? Bà để còn như là hai chai nhỏ với chai bự, chai coca bự. Rượu mạnh mạnh hiếm ba. Rượu mới nấu hả hiếm ba? Vậy là mình... Dạ? Dạ con ngâm. Ủa là... Mới nấu còn nóng, nó bốc mùi phải không hiếm ba? À, nó nóng quá, nó nghe mùi hèm, còn nó nguội quá nó mới thơm. Hồi đó nó nấu rượu cho uống hoài gì, nấu một lần
Nó một lần bình 20 lít đúng hơn 20 lít rồi. Thì nhớ đổ một lần bao mà thì không nhớ là bao nhiêu nữa. Đó, một bình rượu của 23. Ủa 23 nấu một lần là được như đó, rượu hả 23? 23 nấu ra lần 40 lít thôi. Dạ. Nấu 40 kg gạo, 40 lít rượu. Dạ. Ký gạo 1 lít rượu. Ừ, thầy cũng đi. À, này thì chưa rồi, cái bồn này 30 lít. Ừ. Mà giờ mua rồi lấy ra bán nè. Ừ. Còn cái bồn kia thì đầy 20 lít. À. 20 lít. Dạ. Ủa chú ba có nhà không chú ba? Không, có tại cô hỏi thăm đi. Không, vẫn có củi không ba? Dạ không. Dạ không. Củi ở nhà ở bên vườn á, mẹ dưới con Vi rồi đâu có ai gom đâu, cứ để đem mỗi một hết à. Hôm nay đủ chậm hả? Sao mua ra cho bà chậm chơi chứ? Tại có củi quá chừng thì tiếc. Hái chùm củi cho đỡ tốn tiền. Ơi nay vừa ghẻ quá chừng hiếm ơi. Còn ấy nè. Ấy nè, nó gửi tiền gì nè chị? Ai? Dùng cho nay ốm chứ hả? Ủa sao hiếm ba biết con mập mà hiếm mà nay còn ốm? Chị ba chứ về đây 5 tháng rồi hiếm ạ. Vậy nãy giờ tao lại nói tiền sao nay. Vậy chứ mẹ hiếm ba nghỉ nạn qua hả? Không nghĩ là không có Khanh. Tưởng Khanh. Mà tao nói ủa sao tiền. Vậy tao nghĩ này là qua. Thím ba nhìn này mà không có ra mình, thím ba tưởng đâu là đi ra mấy con về nào. Dạ về 5 tháng rồi. Ủa thím ba tưởng con là anh Khánh hả thím ba? Ừ, nãy giờ thím ba nói anh Khánh, còn nhỏ này thím ba nói qua, mà qua nó hay nói hơn. Ủa mặt ra là bún ở đâu, đứa nào giống đứa nào ta? Đâu có đứa nào giống đứa nào đâu. Hồi chứ mới vậy chứ mập dữ lắm mập. Hồi con mới vậy con mập lắm. Đúng ra hồi đó mập xấu luôn á. Giờ đẹp á. Vậy không, vậy là cái lúc con mới về đó. Thì chắc lúc mới về. Hồi còn nhỏ là ha. Hồi còn có chút béo á. Hồi nhỏ xíu không, xíu. Không phải là chút béo của mười mấy tuổi. Không, mười mấy tuổi xíu ớt nhưng còn mai á. Không, con từ mười mấy tuổi cho tới lúc mà con đi Nhật luôn á là con ốm có 42 kg à. Ở bên sau mà ấy kể tao nghe đi ai. Dạ. Ngon không? Dạ. Ngon không? Dạ không. Không dạ, ngon. Làm đâu có làm đâu có dư được lắm ba. Làm xa nhà biết rồi nhưng mà xíu ở bển nó vui như xíu bình. Dạ không, ở buồn dữ lắm. Như ai làm nó ăn, ai làm nó ăn thì người ta đi xe hơi vậy, tối ngày người ta chạy xe, người ta đi làm xong rồi tối người ta về. Họ trưa ra ngoài đường không thấy ai hết trơn á. Mà người ta cũng không có vô nhà người này người kia chơi nữa. Cũng như là ai làm gì làm, không có ai động với ai hết. Dạ, dạ. Vô làm hết việc về à. Tại vì xíu mình về hỏi thăm nữa chứ bệnh thì nó có ngon hơn xíu mình không? Dạ. Không có vui, nhưng mà nếu mà cái cuộc sống của người ta, cái cuộc sống an sinh á, thì là nó ngon hơn mình, nhưng mà nó không có vui. Nhưng mà tiền ở bển bên đó là về bên mình được nhiêu? Ví dụ như... Dạ con làm bển vậy chứ mà con một tháng con dư chừng 15 triệu à. 15 triệu ở bên đây phải không? Dạ, 15 triệu bên đây là như ở bển là như người Nhật của người ta, lương của người ta cao hơn con chút xíu à. Lương của người Nhật luôn á nha. Mà con thấy nếu mà người ta mà sống ở bản là sợ người ta sống đủ. Một tháng chỉ dư 15 triệu. Mà bên mình. Tính ra bên mình nhưng mà còn ở bên bản đồ ăn nó mắc. Một trái này trái kia là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn chứ đâu phải rẻ như mình ở đây mà mấy ngàn ký, chục ngàn ký thì mà. Rồi thì bển mình nó xài cũng như tiền mình ở bên đây phải không? Dạ. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà mình gửi về bên đây thì tiền của mình nó dạ. Xài ngon hơn dạ. Không? Nhưng mà bên Nhật đồng tiền nó ấy hơn bên mình hả? Nó nặng hơn tiền Mỹ không à, nó thua. Dạ thua, rẻ hơn. Hả? Dạ. Ờ vậy con cảm ơn Hiếm ba ăn diện Hiếm ba.
Nặng không? Nặng không? Không. Mình mua rượu mình về là cái canh nó khô rồi á. Trắng rồi. Đây là cái đồ đông của mình nè, mình thích cái này lắm. Mình xài rất là lâu rồi. Nhưng mà mình không có bỏ, nó bị nứt cái đít luôn rồi mình không có bỏ. Cái này nè, cái bên đây là cúp. Còn bên đây là đông millet nước, còn bên đây là đông gạo. Bên đây á thì là đông đường. Thì mỗi thứ nó có mỗi mắt hết trơn à. Giờ mình không có cây cân nhưng mình có cân thì vô. Không có đâu. Bây giờ mình lấy cái này mình đông, tại mình không có cây cân. Giờ mình đông cái này. Cái này 1 kg chanh á thì liều lượng của nó là 300g đường, 300g muối với 1 xì rượu. Bây giờ mình lấy cái này mình đông, là cái này là đường, là cái này là bên đây nè, cái bên cuối cùng nè. Cái này là 300g hả? Cái này có 150 nè. Cái đây là 150 nè. Để gấp hai cái này. Xong mình gấp hai cái này muối. Dùng làm chanh muối. Ủa chết, để em lấy cái tô mới được. Để em lấy cái tô mới được. Lấy cho. Lấy cái cân tầm cái thứ này cân luôn. Cân thử hay cái này nó đúng hay là cái cân nó đúng nè. Giờ nhà mình không có cái cân nhỏ. Cái cân đó đâu hả? Cân nó chứ sao để trước nó dùng trước nè. Để đi kinh cho. Để phụ kinh cho. Chút không có. Đây để cái cân ở đây. Được rồi, để giờ gấp vừa. Cái cân này cái cân heo của chú Sáu. Được không? Đúng đúng nha. Nó đúng đây nè, khâu thì mình dặn chút xíu. Mà hãy tính tí. Dặn tầm 7 con chú Sáu chứ sao là. Cứng qua dặn được. Thôi cũng dặn. Cái này đúng rồi. Một khía là 1 kg rồi lần theo cân được 5g. Thành như cái này. Ủa vậy hả? Nó 1 kg 1 kg mà. Mình cân được. Đây là 10 kg nè, 5 kg nè. Khía nửa ký á. Nè giờ cân cái tô trước nha. Cái tô nhiêu? Nhiều nửa khía đừng chưa đừng khía là 250g đâu, cái này gần đây là 1 kg nè, này gần nửa ký. Ủa gần nửa ký, 450g á, gần nửa ký phải không? Vậy thêm 300g đường phải không? Cân vô đây ha, tô gần nửa ký luôn ta. Tiền phóng lên cân như nhiêu tiền? Tô cũng phóng một cái chứ phải không? Sao thì, hay là cái cân nó sai? Cân đúng rồi, cân thua không có đầu cái chiếc. Cân heo á, cân heo, cân này mà cân đường kia bằng cân già, đúng không mẹ? Già dạ, mẹ. Cân này mà đem cân đường thì mình kêu là cân già, đúng không? 150g nè. Đúng mẹ. Cân già là cân đúng thì cân đó đúng. Cân già có nghĩa là cân già cân non á. Cân già có nghĩa là khi cái cân già là cái người bán á lỗ, còn cân non á thì cái người bán lời. Mà cái cân người ta làm cái cân đó là chính xác chứ không có già mà không có non. Phải nha. Ba làm gan được. Không, đúng kí rồi, mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Gan cái mặn gan cái chưa? Chưa. Cái con này là 150 kg nè, một hai mắt là 1 kg. Giờ mình để cái tô này lên. Nãy cái tô này là nửa ký rồi, giờ thêm miếng đường nữa nè. Đó, vô đây. Nãy cái cân cái kim nó nhích qua đây chút xíu, hiện giờ là nó dày thì là đúng rồi. Nãy nhích qua đây khoảng 100g, hiện giờ nó nhích qua đây 200g. Vậy là này đúng 150g rồi nè. Vậy là cái lường đó là đúng nè. Vậy là hết nhiêu đây đường rồi nè nha. Hết 300g đường rồi, giờ tới 300g muối. Giảm này lại đi. Đây là công thức của mình, không biết là nó ngon hay là không, để mùng mốt mình lấy ra Tết đó, mình lấy ra mình uống thử đây là nó ngon hay không. Ờ khoan 150 tới cái mắt này nè hai. Mắt này nè. Nào. Rồi đây muối nữa ha, mấy cái nữa. Cái này là muối ớt hả, muối bột. Cái này là muối bọt, mà là muối bọt. Mình làm thường thường cho làm cái muối là làm muối bột cục phải không hả? Cái này là muối bọt. Muối bọt mặn hơn á. Đau không? Bớt lại không? Cái bọt mặn hơn, muối cục nó nhẹ độ hơn. Vậy hả? Vậy mình bớt lại chút xíu cho nó bớt mặn.
thường ta làm mới cục. Tại nhà giờ không có lại miếng nữa để cho nó mặn lè, nó mặn nặng dưới đó mà. Vậy mà vậy chứ hồi đó nhà mình làm không biết làm. Ủa chị ba chanh này nó chủ yếu không mà. Kệ nó không sao tôi. Hồi đó lần đầu không biết làm cái mình quất muốn lớp muối cục lớp mà chanh lớp bớt lại ít muối nữa nó không ngon chanh nó hư chanh. Ủa? Đúng rồi. Nó rượu nó không hư rồi nè. Xong rồi cái giờ mốt mốt này vô luôn đi. Ngày 21 giùm em lấy cái chai rượu. Nãy mới mua bỏ xe đạp nè. Đây. Rồi. Ủa không có xếp chanh lên hả? Xếp chứ. Đổ hết luôn mới đợi mới xếp chanh hả chị bảo? Xếp chứ. Chưa rồi rồi rồi. Trộn lên chanh muối nó lộn xộn. Đủ không đây không biết nữa. Không sao chút á, mình đẩy nắp lại mình lắc lại là nó rớt xuống y chang như cái đầu hồ cát vậy, yên tâm. Đây. Cái này chắc thôi. Nữa thì tiền chút nữa nó cũng ấy xuống. Cái keo này chắc không có đủ làm ký không đủ à. Đi thôi ra lấy keo nãy đi. Được mẹ, đủ không? Bể cái keo bể. Đừng sóc nó. Sóc nó để ba làm cho. Sóc xà bay. Sóc xà bay sóc tăng. Không lắc chanh nó xuống dưới cái đường này chảy nó tự nó tan ra. Ơi được á, lắc cái nữa đi tiền. Chút một cái nữa là ừ đúng rồi. Cho nó xuống dưới trên mặt nè. Rồi được rồi. Đó. Thêm mấy cái nữa là chắc đủ. Thêm mấy cái nhỏ nhỏ nè. Cái gì mình cái lúc mà mình chứ còn không á. Cái này mà tại vì mà nhà mình không có cái keo bằng sành không ngon. Chứ muốn nếu ngon là phải mình phải làm cái keo bằng sành nó giống keo từ ngâm sâm vậy hả? Nó mới thơm. Cái sao cái gì cũng làm bằng sành hết á. Rồi dư đường. Vậy là dư đường dư chanh, không sao. Dư hai cái là không sao, cứ dư một cái mới có sao. Thôi lấy cái keo bự đi, vô trong lấy cái keo bự hồi nãy nha, mẹ đưa đó. Dạ thì... kệ mẹ ơi. Bỏ cái nhỏ nè. Từ từ. Mẹ con sóc chứ. Khóc à, hồi đó ba có học một bài học là làm sao để cái gì nhét con vô vào trong tủ lạnh không phải nhét đá sỏi làm sao mà đầy cái hũ như vậy nè. Cái mới đầu thầy đưa mấy gì đá bự xong rồi tới đá nhỏ xong rồi tới đá cát xong rồi tới nước. Đây. Nó được nữa vì nãy đã phải bỏ chanh vô trước xong bỏ đường mới bỏ rượu chắc vậy quá à. Đâu vậy chứ nếu mà ví dụ như giờ mình chế rượu vô thêm thì đường sẽ tan ra mình để thêm đường được nữa. Ừ không mình cứ ấy nữa đi hết cái này á coi chừng hết này á rồi chế rượu vô đến đi rồi chút xíu nữa này tính. Ủa trăm ủa nhiêu ta thị rượu mã này 350ml để hái nhé mà một thị rượu là 250 là chắc phải tới đây. Này cũng đo được ít chứ bộ 250 à đúng cái mắt này luôn á hết đường hết muối luôn dư lại cho dư chanh dư chị ăn hết á dư chanh vậy mình lấy một cái chanh uống đi. Đó 250 đây từ bể keo là không có đồ được lát mình đem ngon rồi mình phơi nắng. Ủa chanh nó quẹt không bên vậy thiếu một hay cầm ngược tay á đổ lát mình đem ra mình phơi nắng là cứ phơi giống như mắm tép vậy là nó màu nó đẹp dữ lắm. Ê tính ra nó cũng còn lần lỗ kìa bỏ chanh vô nữa thôi. Cái này cũng ủa nếu mà như vậy thì sao ta không được hay không được sao lại vậy thì cái chanh nó nằm trên nó có bị hư không hay gì nè không được lấy ra đi. Nó bị méo cái nắp rồi cái mỏ không có đẩy kính lại được. Tham thì thâm. Này rượu gốc hay sao thơm quá ha. Rượu này rượu mới nấu nó còn hơi hèm á thơm gì mà thơm. Ủa cái gì đường thì? À có mấy cái hộp đường với lại bị méo hay sao á cái này phải lấy
Mẹ lấy cái túi mũ á chị ba, lấy cái túi mũ đi. Mũ cột vô không lại. Ừ, ủa vậy thì mấy cái chanh trên đây thì sao? Mình chế thêm rượu vô. Chế rượu vô hả? Không có đâu, từ từ nó héo nó xẹp xuống à. Ừ vậy. Ờ đúng rồi, chắc vậy á. Nhận tiền thông manh của ta. Lấy giùm con cái túi mũ. Ừ rồi. Tiền thông manh quá chị. Đúng rồi. Tư rất là thông manh. Dính mắt mấy cái hộp đường rồi. Nghe gạo gạo gạo. Tấm mới mở nó lại. Bữa nào cũng tấm như mở hay. Dầu mở ra. Cái dầu này nó lỏng được. Mở nào hô mà có găng khở nó thì mới tấm dính lại vậy được chứ. Không hô. Tấm không được. Ủa con đâu có. Ê, bị hô. Đừng chạm quá nha. Ủa ai bị hô à? Có găng khở nó mắc cộng với thùng lại. Rồi kể nó đi. Rồi được rồi nè. Rồi vậy là xong rồi. Rồi mình cứ để từ từ là đường với muối nó sẽ tự tan. Rồi nó tự xẹp xuống à. Giờ mình đi phơi. Đi phơi. Không biết có ăn được không đây. Chị Hai nói á, làm cái này sao giống chanh xí muối vậy. Nhưng mà cái này là chanh muối, bảo đảm luôn. Tới lúc mà tới Tết thì mà tới... Thì bình thường chị ba làm cái này chị ba không nói gì bảo đảm. Thì là bảo đảm rồi đó. Ăn cái Tết phải ăn đó. Ủa sao kỳ vậy? Ừ, kỳ vậy làm vậy mà ta thì đảm bảo rồi đó. Đảm bảo là thì một là ăn hay là bỏ. Này chanh công thức. Ừ công thức. Công thức cửa ba. Ở đi phơi, đi phơi. Đi phơi. Đi ra. Vậy đó, không biết có gì gớt kìa Dung ơi. Dạ, tại chỗ này mình thấy nắng quá chừng nè à. Thì cái mình phơi đây cái nha, chiều mà trời mát mát thì mình đem vô. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì làm giống như mình nè à. Thì mình bảo đảm với các bạn là làm sẽ rất là ngon à. Tại vì đây là bí quyết gia truyền à. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.